Tôi vừa mới xem bảng xếp hạng KB1 cá nhân tháng này. Hiện anh đang đứng thứ hai từ dưới lên. Đây là điều tôi không mong đợi. Nghe tiểu chủ nói, hôm qua anh không những đắc tội với khách hàng của cậu ấy, mà còn đánh giao với người ta nữa. Tự Lập à, theo lý mà nói anh không phải là người mới nữa, sao lại phạm phải sai lầm của cấp dưới như vậy? Tôi có thể thông cảm anh chịu áp lực vì hoàn cảnh gia đình, nhưng công ty cũng có luật lệ của công ty. Tôi không thể chỉ nghĩ về ân huệ mà không màng đến quy tắc. Dù gì tôi đây cũng đâu phải là tổ chức từ thiện. Công ty này có trên dưới 110 người, đều phải kiếm ăn mà. Anh nói có phải không? Với tình hình hiện tại của anh, đừng nói là giám đốc kinh doanh, đến việc làm nhân viên bán hàng bình thường anh cũng không đủ tiêu chuẩn. Có lẽ là tôi không hợp với việc bán hàng cho lắm. Ý của anh là tôi đang lãng phí tài năng của anh sao? Đây, tài liệu về buổi giới thiệu sản phẩm, anh xem đi. Sự kiện lớn đó, toàn là chuyên về y học. Cái này anh rành mà. Làm MC một lần đi, thấy sao hả? Đừng nói là tôi đây không cho anh cơ hội nha. Được, vậy tôi lấy tài liệu đi nha. Tôi về trước đây. Được. Chú à, nhưng mà chú tin anh ta quá rồi. Sự kiện đó có cả ngàn người tham dự. Đúng là hơi mạo hiểm, nhưng khí thế của anh ta vừa nãy thực sự làm cho chú thấy tò mò. Chú muốn cược một ván. Thắng cược thì có nghĩa chú không nhìn lầm, giữ anh ta lại còn có tác dụng. Còn cược thua thì cho anh ta cuốn gói đi, không sao hết. Alo. Alo, thầy Dương. Tại sao anh không nghe điện thoại của tôi? Tôi nói cho anh biết nha, anh bắt buộc phải cho tôi một lời giải thích về chuyện này. Thầy Dương, không phải tôi không nghe điện thoại của anh, mà là dự án gặp chút chuyện, tôi thật sự hết cách rồi. Không phải là anh đã nói với tôi dự án này không có chút rủi ro nào hay sao? Chuyện này về mặt lý thuyết là vậy, nhưng mà dự án xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn hả? Tôi cho anh biết tôi mặc kệ, anh nhất định phải trả tiền cho tôi, anh nghe rõ chưa? Thầy Dương, tôi cũng là nạn nhân mà tôi không có tiền. Anh không có tiền hả? Không có tiền thì nghĩ cách. Hội trường chuẩn bị đến đâu rồi? Chú yên tâm đi, đã sẵn sàng hết rồi. Đi, qua đó xem thử. Hoàng Tự Lập, thể hiện cho tốt hả? Lát nữa tôi lên trước làm nóng không khí, rồi sau đó trông cậy vào anh. Hôm nay bán hàng được bao nhiêu đều là công lao của anh hết đó. Cảm ơn anh. Không cần khách khí. Đến lúc anh kiếm được nhiều tiền, chỉ cần nhớ đến tôi là được rồi, hả?
Alo, đội trưởng, tôi gọi báo cáo tình hình. Chắc hôm nay bọn họ đang tổ chức cuộc họp, mười mấy người liên tục ra vào. Ừ, xem ra thu lưới được rồi đó. Nói vậy là nhiệm vụ lần này của chúng ta kết thúc được rồi đúng không? Đúng vậy. Đợi băng nhóm lừa đảo đó rơi hết vào bẫy, cô có thể được về rồi. Đội trưởng à, tôi muốn đăng ký tham gia vào hoạt động thu lưới lần này. Không được. Nhiệm vụ chính của cô chính là giám sát, thu thập chứng cứ. Đừng nghĩ đến việc ra ngoài chơi hả? Dạ được, tôi đã hiểu rồi. Lai Lợi bảo chúng tôi có hơn 80 loại sản phẩm, trong đó có 7 loại với công thức bí mật, 12 loại dành cho người đặc biệt. Hôm nay ở đây, tôi sẽ tặng sản phẩm trị giá đến 2.000 tệ cho các cô chú đang có mặt ở đây. Tại sao hôm nay chúng tôi lại tổ chức một sự kiện từ thiện hoành tráng đến như vậy? Vì chúng tôi muốn cuộc sống khỏe mạnh lan rộng ra xã hội, lan tỏa đến tất cả mọi người. Được. Viên nang của Lai Lợi bảo chúng tôi, mọi người chỉ cần kiên trì uống là sẽ có thể điều trị hiệu quả những căn bệnh như cơn đau thắt lưng, chuột rút và vấn đề về xương khớp. Còn có thể điều trị suy nhược thần kinh, mất ngủ hay nằm mơ và những vấn đề liên quan. Hơn nữa còn có thể phòng tránh được những bệnh thường gặp ở người già như là đường huyết cao, huyết áp cao, máu nhiễm mỡ, ba vấn đề lớn nhất. Hơn thế nữa, có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Các cô chú đừng sốt ruột, bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Hôm nay chúng tôi đem đến rất nhiều thuốc, ai cũng đều có phần. Trước khi mọi người bắt đầu mua loại thuốc đặc biệt, tôi muốn mọi người hiểu rõ hơn về kiến thức trong lĩnh vực này. Như vậy lát nữa khi mọi người mua thuốc sẽ không tiêu tiền một cách mù quáng. Tiếp theo đây, tôi xin được mời diễn giả của chúng tôi hôm nay, giảng viên Hoàng Tự Lập. Chúng ta hãy vỗ tay chào đón. Hay lắm. Nói hay quá ha. Giảng viên Hoàng Tự Lập của chúng tôi, anh ấy từng là giám đốc của bệnh viện y học, bây giờ thì tham gia vào y học trung niên và cao tuổi, cũng như là nghiên cứu các sản phẩm cho người cao tuổi. Chúng ta hãy cùng chào đón. Xin chào các cô chú anh chị, xin chào các bạn. Tôi tên Hoàng Tự Lập. Trước kia tôi từng là bác sĩ y khoa. Sau khi nghe bài phát biểu vừa rồi, tâm trạng của tôi rất phức tạp, thậm chí có hơi trầm trọng. Trong giới y học có 3 bệnh mãn tính lớn: viêm gan, huyết áp cao và tiểu đường. 3 bệnh này luôn là câu hỏi khó trong ngành y. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa có cách điều trị nào nhanh chóng hiệu quả. Những thực phẩm sức khỏe mọi người thấy ở đây là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc. Có nhãn hiệu trên hộp, không sai. Các thực phẩm chức năng này không có hại gì cho cơ thể của chúng ta hết. Đương nhiên chỉ có vài tác dụng tốt, nhưng mà không thể chữa bệnh, cũng không thể ngăn ngừa được bệnh. Là sao chứ? Ủa, nói vậy là cải thiện khả năng miễn dịch. Thật là hoang đường. Cảm ơn mọi người. Trời ơi, là thuốc giả hả? Sao lại như vậy chứ? Mấy người quá đáo thiệt đó nha. Đúng là đồ lừa đảo mà. Cái đồ xấu xa này sao lại lừa ông già bà cả chứ? Lời em ta nói xa thiệt mà. Trời ơi, đúng là đồ tàn. Tỉnh lại đi. Lời em ta nói là sai sự thật. Anh khiến tôi quá thất vọng. Tôi cho anh cơ hội kiếm tiền như anh thì hay rồi. Anh phá hoại vị của tôi. Chú à, chú đừng nhiều lời với anh ta. Anh ta đúng là không biết xấu hổ mà. Dặn mình đi. Con ra ngoài đi. Con. Các tổng à, tôi biết hôm nay tôi đã làm hư việc của anh, làm anh rất mất mặt. Nhưng mà tôi không thẹn với lòng. Tôi là bác sĩ, phải sống trung thực và nói sự thật. Hoàng Tự Lập tôi dù có khó khăn đi nữa cũng phải kiếm tiền trong sạch. Như vậy gọi là cứng đầu ngoan cố. Sao lại ngây thơ đến như vậy hả? Đó không phải là ngây thơ,
Đó là khát khao chính nghĩa cơ bản nhất của mỗi con người. Chính nghĩa hả? Anh đi chỗ khác mà ra vẻ đi. Giờ cái tôi quan tâm là tổn thất của tôi làm sao mà bù đắp. Tổn thất của anh tôi đền. Anh đền hả? Tiền thuê 5 vạn, nhân viên trà nước cộng vào ít nhất cũng phải 10 vạn tệ. Đó là chưa tính tổn thất lợi nhuận. Tôi sẽ đền hết. Lát nữa tôi sẽ viết giấy ghi nợ cho anh. Tình hình kinh tế của tôi anh cũng biết rồi. Tôi sẽ cố hết sức kiếm tiền trả cho anh. À phải rồi, tôi cũng khuyên anh, mấy chuyện lừa đảo như vậy đừng làm nữa, rồi sẽ gặp quả lớn đó. Bệnh cũng không nhẹ. Hai tháng nay biểu hiện của cô vô cùng xuất sắc. Cảm ơn sở trưởng đã khen ngợi. Đội hình sự cảnh sát thành phố đang tuyển người để mở rộng đội. Họ rất hài lòng với biểu hiện của cô, sẽ nhanh chóng có lệnh điều động thôi. Lần này là thật phải không? Đương nhiên là thật rồi. Giờ việc cô cần làm là mau chóng việc sắp xếp mọi chuyện, không cần nghĩ gì khác đâu. Rõ. Tôi về rồi đây. Ủa chị Phương, chị về rồi hả? Dạ chị Phương. Dạo này làm việc thế nào rồi? Tốt lắm đó. Đi làm việc đi. Vậy chúng tôi đi làm việc nha. Ừ. Cuối cùng cô cũng về rồi. Về rồi đây. Trời ơi, tôi nhớ cô muốn chết luôn. Vậy mà cô không thể hiện mà hả? Trời ơi, vất vả cho cô nào, rồi. Mau ngồi đi. Đang bận gì vậy? Đang làm mấy vụ mà cô nhờ đó. Nè, mấy vụ đó tiến triển đến đâu rồi? Đều có tiến triển. Tôi nói cô nghe từng vụ một nha. Người này tên là Phùng Sa Sa. Chính cô ấy là người đã hại Hoàng Tự Lập mất việc giao hàng. Là cô ấy sao? Ừ. Chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát mạng tìm ra nơi ở của cô ấy. Gì nữa? Đi thôi. Nè, cô mới vừa về không nghỉ ngơi sao? Cứ nhắc tới Hoàng Tự Lập là cô không ngồi yên được hả? Lại nữa rồi, thật là đáng ghét mà. Ê, cô nói tôi làm tốt như vậy, tan làm mời tôi ăn gì ngon đây? À, phải rồi. Dạo này Hoàng Tự Lập thế nào? Ê, sao cô không hỏi Ngụy Siêu? Ngụy Siêu thì liên quan gì đến tôi? Tôi hỏi anh ấy làm gì? Hoàng Tự Lập liên quan tới cô sao? Cô đúng là... Tôi không có quan tâm đến Hoàng Tự Lập. Tôi chỉ quan tâm đến hai ông cháu đó thôi. Được, lời của cô nói cô tin là được. Có vấn đề gì không? Không có. Nào, xem Phùng Sa Sa này đi. Cô nói tôi nghe đi. À, được. Cô có biết tại sao chúng tôi tới tìm cô không? Phùng Sa Sa, chuyện của cô có thể lớn hoặc nhỏ. Quan Tự Lập đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Chuyện này hàng xóm nhà cô đều có thể làm chứng. Sau khi đến bệnh viện, Quan Tự Lập còn trả trước giùm cô 5 vạn tệ để phẫu thuật, đúng không? Chuyện này đã rõ ràng rành, cô không thể chối được đâu. Bệnh án của cô tôi cũng đã xem. Cô có tiền sử bệnh tim. Hôm đó cũng là vì nồng độ cồn trong máu của cô quá cao, cho nên bệnh tim của cô mới tái phát lại. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì cô đã mất mạng rồi. Nhưng mà cô vẫn ổn. Thứ nhất, cô vu khống Hoàng Tự Lập hành hung cô. Thứ hai, sau khi cầm tiền thì bỏ đi. Bây giờ cô phạm tội phỉ báng và lừa đảo, đều là tội hình sự. Đừng, tôi đã biết tôi sai rồi.
Cầu xin các cô cho tôi một cơ hội nữa đi. Nhưng mà thật sự tôi không biết kiếm đâu ra năm vạn hết. Nhưng mà tôi sắp ký hợp đồng với kênh phát trực tiếp rồi. Chỉ cần tôi kiếm đủ năm vạn, tôi nhất định sẽ trả lại. Kênh phát trực tiếp? À, là kênh phát trực tiếp nào vậy? Màu xanh lá phải không? Một cô gái như cô đừng để bị lừa sẽ không kịp hối hận đâu. Được rồi, về chuyện này thì cô đi xin lỗi hoàng tử Lập trước, sau đó thì lên mạng công khai thanh minh đi. Còn về số tiền mà cô nợ, cô còn thiếu bao nhiêu tiền? Không phải tôi đã nói rõ qua điện thoại rồi sao? Cần gì cảnh sát Phương phải đích thân tới đây như vậy? Chiều nay tôi đến ban hộ tịch có chút chuyện, tiện đường ghé qua thăm cô. Nghe nói cô sắp chuyển đi xa. Cô không vào hả? Thực ra cô đưa con đi xa cũng tốt mà, đỡ phải nhìn thấy Dương Tuấn giật rồi lại buồn. Những gì mà tôi đã nói với cô qua điện thoại đã rất rõ ràng. Vì lá đơn tố cáo của cô đã khiến cho một bác sĩ nội khoa ưu tú phải đi làm ở một công ty khác. Mấy năm nay hoàng tự lập sống cũng rất vất vả, mất đi một công việc lý tưởng, phải nuôi dưỡng hai ông cháu, hoàn cảnh thật sự rất khó khăn. Tất cả những chuyện này đều do cô gây ra. Phương Ngôn, cô nói xong chưa? Tôi nói cô biết mấy năm nay tôi cũng rất khó chịu. Giờ khó khăn lắm tôi mới được sống mấy ngày yên bình, coi như tôi cầu xin cô đó. Tôi không có ép cô, tôi chỉ hy vọng cô cân nhắc kỹ lại, đừng rời đi với sự hối tiếc và tội lỗi. Vậy thôi, tôi đi đây. Nếu cô suy nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho tôi. Bác Dung ơi. Con về rồi đây. Ê cha, con về rồi sao? Tốt quá. Bác muốn về nhà. Bác muốn về nhà sao? Vậy được, để con nghĩ cách cho bác về nhà nha. Không ngủ ở đây nữa, chúng ta về nhà ngủ, về nhà ăn ha, có được không? Được. Cô làm việc đi, để tôi lo cho. Được, vậy hai người nói chuyện, tôi đi trước đây, có gì gọi tôi. Cảm ơn cô. Không có gì. Bác chưa ăn phải không? Nè. Cô Phương. Ấy, Mục Mục. Ấy, cô xem coi. Nè, để cô xem. Qua đây, qua đây, qua đây. Để cô xem nha. Dạo này con ở nhà có vui không? Dạ vui. Có nhớ cô không? Dạ nhớ. Nhớ đến mức nào đây? Rất nhớ, cực kỳ nhớ luôn. Cô cũng nhớ con lắm đó. Chú Hoàng đâu rồi? Cô hỏi ba con hả? Ba con đi làm rồi. Ba con sao? Cuối cùng con cũng gọi chú Hoàng là ba rồi sao? Đương nhiên rồi. Ba là người ba tốt nhất trên đời này. Để cô Phương ôm một cái nè.
Giờ cái tôi quan tâm là tổn thất của tôi làm sao để mà bù đắp. Tiền thuê 5 vạn, nhân viên trà nước cộng vào ít nhất cũng 10 vạn tệ. Đó còn chưa tính tổn thất lợi nhuận. Tổn thất của anh tôi đền. Tiểu Tinh, hôm nay thầy Chung thế nào? Vẫn rất ổn, không có vấn đề gì. Cảm ơn cô nha. Thầy Hoàng, anh vui lòng ký vào đơn này đi. Cô nói Phùng Sa Sa nói thật rồi sao? Ừ. Cuối cùng lương tâm của cô ấy cũng thức tỉnh rồi. Ừ. Tốt quá rồi. Phương Ngôn, cô xem cô mới vừa về đã giúp tôi một việc lớn như vậy. Tôi không biết cảm ơn cô làm sao. Không cần phải cảm ơn tôi. Dù gì đây cũng là công việc của tôi mà. Tôi còn một tin tốt nữa muốn nói với anh. Tin tốt gì vậy? Có tin tức về căn nhà của bác Chung rồi. Tập đoàn lừa đảo đã bị bắt hết. Một thời gian nữa mọi người có thể về đó ở. Tôi biết bây giờ anh đang rất vui, rất kích động. Nhưng anh kiềm chế một chút đi. Không phải, hạnh phúc đến có hơi đục ngột. Tôi không biết phải nói làm sao đây nữa. Không cần phải nói gì đâu. Cuộc sống lưu lạc của ba người cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Vậy khi nào chúng tôi có thể dọn về? Thời gian cụ thể vẫn chưa xác định được. Tôi không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa hết trơn. Vừa nãy bác cũng nói rồi, bác không muốn ở lại bệnh viện thêm ngày nào nữa. Như vậy đi, ba người dọn đến chỗ tôi ở. Đúng lúc tôi cũng muốn về thăm ba mẹ. Không được. Cô xem về chuyện Phùng Sa Sa, cô ấy sẽ sớm trả tiền cho tôi. Vậy tôi có thể nhanh chóng thuê được một chỗ ở. Không thành vấn đề gì đâu. Cảm ơn cô. Với lại chuyện này tôi không thể làm phiền cô nữa. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Giúp anh khi cần thôi. Giờ anh còn nhiều việc cần phải tiêu tiền như vậy, sao phải tốn tiền để thuê nhà chứ? Ấy, cảnh sát Phương. Cô lúc đi không phải là cô đã nói rồi sao? Cô nói không muốn quan tâm chúng tôi. Cô còn nói không muốn chúng tôi làm liên lụy cô nữa mà. Sao giờ vừa trở về cô quên hết trơn mấy cái gì mình đã nói vậy? Lúc đó tôi nói như vậy là vì sợ phá hoại quan hệ giữa anh và Lưu Mạn Ngọc. Muốn tốt cho anh thôi. Nhưng mà vấn đề là tôi và Lưu Mạn Ngọc không có quan hệ gì hết. Cô cố gắng dùng dáng làm gì? Liên quan gì tới cô chứ? Hoàng Tự Lập à, anh là người nhỏ mọn như vậy sao? Đến bây giờ vẫn còn giận tôi hả? Không có. Ai dám giận cảnh sát Phương đâu. Vậy đừng có nói nhảm nữa. Dọn đến chỗ tôi ở đi. Không dọn. Anh có ở không? Không ở. Anh có ở hay không hả? Anh làm gì chứ? Kêu anh đến chỗ tôi ở mà khó khăn vậy sao? Điện thoại. Alo. Trời ơi, Tự Lập à, anh đang ở đâu vậy? Ông Chung té rồi. Có chuyện gì vậy? Ông ấy đang ở trên giường đột nhiên đứng dậy đồ tìm Chung Thanh, không chịu ngồi xe lăn, đi một bước vậy là té luôn. Có chuyện gì vậy?
Tôi qua đó ngay. Ông Trung bị té rồi. Mau mau đi thôi. Đi. Nè, chuyện này đúng là thần kỳ. Cục máu đông chèn ép dây thần kinh biến mất rồi. Nhìn nè, rõ ràng biến mất rồi. Đây là nguyên nhân đột nhiên ông Trung đi lại được sao? À, là gì? Hệ thống thần kinh do một lượng lớn các tế bào thần kinh tạo ra. Chúng liên lạc với nhau bằng cách kết nối chặt chẽ và truyền thông tin qua lại với nhau. Nhưng mà nếu thông tin giữa chúng bị tắc nghẽn thì các chức năng của cơ thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Tôi ví dụ như vậy, cũng giống như đường cao tốc có một tảng đá lớn chặn đường thì giao thông sẽ bị kẹt lại. Bây giờ tảng đá biến mất rồi thì giao thông sẽ trở lại bình thường. Cảm ơn bác sĩ, có lẽ tôi đã hiểu rồi. Nè, anh coi cái này đi. Cái này rõ hơn nè. Tôi cho anh cái này. Cô nói xem cô vừa vậy, kỳ tích xuất hiện luôn rồi. Cô không chỉ là quý nhân của tôi mà còn là quý nhân của cả nhà luôn. Tôi đã là quý nhân thì anh càng phải nghe lời tôi. Hôm nay anh làm thủ tục xuất viện cho bác ấy đi, rồi dọn về chỗ tôi ở. Chuyện này thật sự không có được. Chuyện gì ra chuyện đó. Mẹ tôi gọi. Mẹ. Ê, Ngôn Ngôn, con đang ở đâu vậy? Con đang... không có gì, con đang ở bên ngoài làm việc thôi. Con còn làm cái gì nữa? Sở trưởng Liêu của con nói đã cho con nghỉ từ chiều qua rồi mà. Nè nè nè, em nói gì mà ầm ĩ vậy? Nè nè, đưa anh để anh nói chuyện. Nè, em còn chưa nói xong mà. Ba. À, Ngôn Ngôn à, ba đi. Ôi trời ơi. Sở trưởng Liêu đã nói với ba rồi, lần này con đã lập được công lớn. Thật sao? Đừng có đùa nha. Ba mẹ ở đây rất tự hào. Mẹ con đã làm rất nhiều món ngon cho con đó, ngon lắm. Được rồi, con được về rồi. Ngay đi. Về con bây về giờ đó. Sao? Con hãy mau về nhà ngay lập tức đi. Nếu con còn ở lung tung bên ngoài, mẹ nói cho con biết, ngày mai mẹ sẽ đi tính sổ với sở trưởng Liêu của con. Chuyện này không phải, chuyện này không liên quan gì đến sở trưởng Liêu đâu mẹ. Con mau về đi. Mẹ đợi con nha, con sẽ về ngay. Chuyện của mình chưa giải quyết xong nữa, mày đặt lo cho tôi. Chuyện của tôi rất là suôn sẻ. Ba mẹ tôi gọi về nhà ăn cơm thôi, tôi về nhà một chuyến đã. Chuyện chuyển nhà của anh bắt buộc phải nghe tôi. Đây điện thoại của tôi đó. Ông ơi, từ từ thôi. Tư Lập à, ba thật sự tự đi được rồi. Con coi. Ba muốn xuất viện không? Xuất viện? Muốn chứ. Đương nhiên là muốn xuất viện rồi. Gọi con về gấp như vậy có chuyện gì sao? Chào mừng nữ anh hùng của chúng ta đã thắng lợi trở về. Sao anh lại ở đây? Ấy, Ngôn Ngôn về rồi sao? Hả? Con xem, cái con bé này, con về mà không nói gì với ba mẹ hết trơn. Không phải Ngụy Siêu tới nói, ba mẹ cũng không biết là con về rồi. Ôi trời đất ơi, về tới là tốt rồi. Sao em nói nhiều chi vậy? Chuẩn bị ăn cơm thôi. Phải ha. Ê, Ngôn Ngôn, con nhanh tay thu dọn đồ đạc đi ha. Lát nữa chúng ta ăn cơm. Ngụy Siêu, con ngồi xuống đi. Dạ, được. Đừng có khách sáo. Ngồi đi. Để con vào bếp phụ giúp bác gái. Được rồi. Bác ơi, con biết con làm không? Con làm được mà. Vậy cầm con cái này giúp bác đi. Dạ được.
Bà có chuyện gì vậy? Sao Ngụy Siêu lại đến nhà chúng ta? Có chuyện gì là sao chứ? Thì cậu ấy nghe An Tiểu Đoá nói là con về rồi nên cứ như vậy mà đến nhà mình thôi. Vậy tại sao khi anh ấy đến, ba mẹ không đuổi anh ấy đi đi, lại còn mời anh ấy ở lại để ăn cơm nữa? Ôi trời, chuyện này cậu phải hỏi mẹ con chứ. Mẹ con nghe nói cậu ấy đã hoàn lương, vui lắm đó. Con nghĩ như thế nào vậy? Theo ba cảm thấy, nếu cậu ấy đã biết lỗi rồi thì có phải con nên cân nhắc lại không? Còn cân nhắc cái gì nữa ba? Ba quên ngay cái suy nghĩ đó đi nha ba. Con với anh ấy không thể nào. Không thể nào sao? Ồ, vậy thì ba đã hiểu rồi. Vậy là con đã thích người khác rồi có đúng vậy không? Có người khác rồi. Dẹp cái trò đó đi, ba gặp rồi mà. Ba đã gặp người đó rồi. Chuyện này... Đây, cá kho với thịt kho. Đừng khách sáo nha con. Thôi như vậy đi. Hôm nay cả nhà đông đủ, thật khó để có một bữa ăn cùng nhau. Bác nói vài câu nha. Dạ. Chúng ta cùng nâng ly. Vì Ngôn Ngôn, lần này con giỏi lắm. Con có thể lập công lao lớn. Ba thật sự không ngờ, là một cảnh sát về hưu ba rất được an ủi, thật đó. Con giỏi hơn ba, làm ba rất tự hào. Xem ba khen con kìa. Nào, chúng ta cạn ly, nào. Dạ, cạn. Nào. Còn chuyện thứ hai là... Chuyện thứ hai là em thấy nên nói về chuyện của Ngôn Ngôn nhà mình với Ngụy Siêu đây. Để con nói trước đi. Bây giờ con đã thích người khác rồi. Mặc dù người này vẫn chưa nhận lời với con, nhưng mà ở trong lòng con đã coi người này là bạn trai của mình rồi. Cho nên sau này chuyện tình cảm của con, ba mẹ đừng can thiệp đến nữa được không? Đừng lo lắng nha. Hả? Đã thích người khác rồi. Chuyện này... Vậy con nói xem ai vậy? Người đó tên Hoàng Tự Lập, ba mẹ từng gặp rồi. Anh đã biết rồi sao? Thì con bé mới nói đến Hoàng Tự Lập còn gì, vậy đó. Là cậu Hoàng Tự Lập đó thật sao? Hả? Nè, mẹ nói nè Ngôn Ngôn. Con nói con giấu mẹ đi làm cảnh sát hình sự mẹ đành cho qua. Nhưng bây giờ con tìm bạn trai mà cũng không ra gì vậy, hả? Muốn chọc mẹ tức chết sao? Không cần đập bàn, không cần đâu. Từ từ nói ha, từ từ nói. Bà thấy chuyện làm từ thiện là chuyện vô cùng tốt đó. Đúng vậy. Còn chưa ba dạy con có dùng hết không vẫn vậy? Vẫn chưa đủ, ba dạy con thêm đi con ba. Con có đá cậu ấy không hả? Con dùng rồi, tay chân gì con cũng dùng hết rồi. Con giỏi thiệt đó. Alo. Ngụy Siêu, là em. Anh biết mà. Có chuyện gì? Mấy hôm trước là em sai rồi. Anh đừng giận em nữa mà. Anh bớt giận thì về sớm chút nha. Có được không? Phi Nhi à, anh không về nữa đâu. Anh muốn ở lại đất nước để phát triển sự nghiệp. Là vì Phương Ngôn sao? Không phải, là vấn đề của riêng anh. Anh muốn ở lại đây. Được. Vậy nếu như anh đã quyết định rồi, em không can thiệp nữa. Tạm biệt. Chúc anh may mắn. Tạm biệt. Em đính chính lại nha. Trương Thục Bình em tuyệt đối không phải loại tiểu nhân chỉ quan tâm tới tiền tài đâu. Em chỉ suy nghĩ thực tế mà thôi. Anh nói thử đi, tình yêu có tương đương với hôn nhân không? Có tương đương với gạo, dầu, muối, nước sốt và trà giấm không? Cậu Hoàng Tự Lập đó tới tận bây giờ chưa được tích sự gì, lại còn gánh nặng thêm hai ông cháu. Anh nói Ngôn Ngôn mà theo cậu ấy thì có hạnh phúc nổi hay không hả? Hả? Anh phản đối. Sao lại không thể hạnh phúc? Sao lại không thể hạnh phúc được hả? Anh thấy nếu nhìn đàn ông thì là phải xem phẩm chất đó. Tiểu Hoàng có gì mà không tốt chứ? Phẩm chất rất tốt, lương thiện,
kính già yêu trẻ. Mặc dù hiện giờ cô ấy đang gặp khó khăn, nhưng mà hai người đến với nhau, ai có thể bảo đảm là không thể vui vẻ hòa thuận chung sống cả đời chứ? So với cái gì mà cái tên công tử chơi bời thì tốt hơn nhiều đó. Cái gì mà công tử chơi bời? Nè, lần trước không phải anh nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng sao? Hơn nữa Ngụy Siêu cũng đã cúi đầu chịu nhận sai rồi, không thể khoan dung hơn một chút được hay sao? Ôi trời, chuyện này không liên quan gì đến nhận sai hết. Em xem Hoàng Tự Lập đi, bây giờ ở trong cái xã hội này, người có phẩm chất tốt như vậy thật sự hiếm thấy lắm đó. Rất tốt mà, sao em lại không thích cô ấy vậy? Trời ơi, anh mấy chục tuổi đầu rồi, sao em nói hoài anh không hiểu vậy hả? Đúng là ấu trĩ quá mà. Giờ em cũng đã mấy chục tuổi rồi mà vẫn còn cổ hủ như vậy sao? Nè, anh nói ai cổ hủ hả? Cả đời này em vất vả biết bao bởi vì hai người, em chỉ chưa làm trâu làm ngựa mà thôi. Anh có ý gì hả? Có phải trong mắt anh em càng ngày càng khó chịu hay không? Sao em lại trở thành cổ hủ rồi hả? Em đừng nói sang chuyện khác. Em nói sang cái gì chứ? Chúng ta nói chuyện gì ra chuyện đó đi có được không? Giờ đang nói chuyện này thì nói chuyện này thôi. Không được. Nói sang chuyện khác để làm gì chứ? Anh thấy em ngứa mắt có phải không? Anh cố tình hả? Nói rõ cho em đi. Được rồi, được rồi. Em tốt với hai người quá nên được nước lớn tới hả? Có phải không? Nào nào nào. Nè, nè, em anh đang làm cái gì vậy hả? Qua đây, qua đây. Qua đây rồi nói. Mắc cái gì mà kéo em vậy chứ? Buông ra coi. Em nói linh tinh cái gì vậy? Chị Phương à, có người tìm chị đó. Lộ Lộ, giao đi. Được rồi, tiếp tục làm việc đi. Được rồi. Ngồi xuống đi à. Tìm tôi có việc sao? Cảnh sát Phương, có chuyện này tôi chỉ có thể tìm chị thôi. Chuyện gì vậy? Nói đi. Một vài ngày trước, đồng nghiệp của Lão Cát nói là anh Tự Lập xảy ra chuyện rồi. Hôm đó anh Tự Lập phá hoại buổi giới thiệu sản phẩm lớn của công ty, khiến rất nhiều khách hàng trả hàng lại. Lão Cát đã ép anh ấy ký vào giấy nợ 10 vạn tệ, gọi là để bồi thường tổn thất. Cái gì? Hoàng Tự Lập bị làm sao vậy chứ? Anh ấy không có đầu óc suy nghĩ hay sao vậy? Cảnh sát Phương à, chị không biết đâu. Anh Tự Lập dám làm dám chịu. Anh ấy thật sự rất tốt, rất nhiều khách hàng đều khen anh ấy đó. Đây là đơn tố cáo tập thể chúng tôi mới nhận được. Về cơ bản thì giống như Lộ Lộ đã nói, Hồ Kiệt cấu kết với Lão Cát buôn lậu thiết bị y tế bất hợp pháp. Giờ thì chúng tôi đang lập án điều tra đi. Xem ra bán thực phẩm chức năng lừa gạt khách hàng không đủ để thỏa mãn bọn họ nữa. Cha ông ta đã nói, lòng tham là cái giếng không đáy. Đội trưởng à, bao giờ hành động vậy? Tôi muốn tham gia. Thì có thu lưới đâu, khi nào thu lưới sẽ gọi cho cô. Anh nói rồi đó. Tôi nói rồi, coi như là cô đi làm sớm đi. Vậy giấy nợ của anh Tự Lập phải làm sao? Đừng quá lo lắng, để tôi nghĩ cách. Cứ rung cây dọa khỉ đi, tôi không tin hắn không mắc bẫy. Alo. Alo, Hoàng Tự Lập phải không? Tôi là Hoàng Tự Lập. Tôi gọi báo cho anh biết nhà của ông Trung đồ về được rồi, anh có thể dọn về. Sao hả? Anh nói là ông Trung có thể dọn về đó rồi đúng không? Đúng vậy. Cảm ơn anh, cảm ơn. Khách khí. Cảnh sát Phương. Ôi trời ơi, khách quý. Ê, mời cô ngồi. Mời, tôi mời cô uống trà. Không cần ngồi đâu. Trà của anh tôi không dám uống, sợ uống vào đau bụng. Lão Cát à, anh bị tình nghi tuyên truyền giả dối, buôn bán lừa gạt. Quan Tự Lập đang giúp anh chuộc lỗi, anh có biết không? Tôi biết. Còn về những chuyện khác, giao cho đội hình sự xử lý. Tôi đi với các người,
Chuyện tôi với Hồ Kiệt, tôi sẽ khai ra hết. Hồ Kiệt, mời anh đi theo chúng tôi. Vào thôi. Ba ơi, mở cửa đi. Mở cửa, mở nhanh đi ba. Nhanh đi. Ai nè, bác ơi. Hoàng Tử Lập. Ba từ từ thôi. Đưa ba vô giùm tôi nghe. Anh yêu, về rồi hả? Mệt lắm rồi đúng không? Em nấu canh hạt sen ngân nhĩ cho anh nè, mau ăn cho nóng. Em ngồi đi, Mà Ngọc. Anh nói cho em nghe chuyện này. Chuyện gì vậy anh? Là về dự án lần trước anh nói, hôm nay Tiểu Hồ gặp chuyện. Anh ấy bị cảnh sát đưa đi rồi. Cái gì? Gặp chuyện sao? Chúng ta đã đưa cho anh ta biết bao nhiêu tiền rồi, giờ tính sao? Anh không rõ. Anh không rõ hả? Đó gần như là toàn bộ số tiền tích cóp của chúng ta. Em đem nhà cửa công ty ra thế chấp rồi đó. Mà Ngọc, em đừng lo lắng. Anh sẽ nghĩ cách mà, sẽ giải quyết được mà. Sao anh lại hành động cẩu thả quá vậy hả? Anh dễ tin người khác quá à. Đó không phải là người lạ, mà là thực tập sinh của anh Tiểu Hồ. Đã theo anh nhiều năm lắm đã rồi. Đã bao nhiêu năm rồi anh còn chưa nhìn rõ anh ta hay sao? Đã bị bắt rồi, chắc chắn là lừa đảo đó. Không phải đâu Mà Ngọc, làm kinh doanh thì phải có lời có lỗ. Đó là anh không cần giải thích với em nữa. Anh nói xem, anh là bác sĩ làm phẫu thuật không tốt sao? Sao anh lại đi học người ta làm kinh doanh làm gì? Anh có năng lực đâu. Có năng lực hay không không cần em nói. Em cũng chỉ là quan tâm số tiền đó thôi mà. Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ đòi lại được. Đó không phải vấn đề tiền đâu, anh hiểu không? Anh nói xem chúng ta sau này phải làm sao đây. Bây giờ anh mệt lắm rồi, anh cần nghỉ ngơi, được không? Thank you.
xin chú ý, xin mọi người vui lòng lắng nghe. Xin mọi người phải thật cẩn thận, đừng để căn bệnh này lây nhiễm chéo. Vậy mới là con gái Chung gia chứ. Nhớ đó, sau khi học xong thì về nước cống hiến. Ừ, đó là điều chắc chắn rồi. Vậy nếu con không về nữa thì sao? Không thể nào. Tại sao chứ? Con sẽ không nỡ xa ba đâu. Cô là một cô gái Trung Hoa, là niềm tự hào của nhân viên viện trợ nước ngoài của chúng ta. Ba của cô Chung Thanh, ông Chung Chính Đạo, là giáo sư y khoa, chuyên gia tim mạch nổi tiếng trong nước. Mẹ cô là bà Trần Huệ Phương, cũng là một bác sĩ. Chung Thanh từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc. Do chịu sự ảnh hưởng từ ba mẹ mà sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đã thi vào học viện y khoa với điểm số rất cao. Sau khi tốt nghiệp, còn giành được học bổng của học viện y khoa nổi tiếng ở nước ngoài theo học thạc sĩ. Sau khi về nước, cô lại giành được bước tiến lớn trong hạng mục nghiên cứu. Hạng mục cô phụ trách chính đã được đăng lên danh mục trích dẫn khoa học và tạp chí khoa học tự nhiên. Sự hy sinh của Chung Thanh là tổn thất lớn của giới y học. Chúng ta đã mất đi một bác sĩ giỏi, một tấm gương tốt. Ông ơi, ông bị sao vậy? Ông không sao, ông bị cay mắt thôi. Vậy để con thổi mắt cho ông nha. Không cần đâu, ông hết cay rồi, không sao đâu. Sở trưởng, tìm con có chuyện sao? Ngồi đi. Thật không ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy. Chúc mừng cô, cuối cùng cô cũng toại nguyện rồi. Đây là lệnh điều động cục thành phố gửi cô. Cuối cùng con cũng thực hiện được ước mơ rồi. Cái này tổ chức sẽ không thu hồi chứ? Xem cô nói kìa, cô đã vượt qua nhiều thử thách của cấp trên rồi, là cảnh sát hình sự hoàn toàn đạt chuẩn. Con ở đây lâu như vậy rồi, đột nhiên phải rời đi, trong lòng cũng lưu luyến lắm. Cô cứ về nhà trước đi, báo tin vui cho ba mẹ của cô. Đừng nhắc ba con nữa mà. Chuyện này nếu không vì ông ấy ngăn cản, con đã được làm cảnh sát hình sự lâu rồi. Phương Ngôn à, cô không hiểu thầy của tôi rồi. Đó là vì ông ấy thương cô, sợ cô gặp nguy hiểm. Ông ấy làm cảnh sát hình sự cả đời, không lẽ không hiểu được sự vất vả của cảnh sát hình sự sao? Trong lòng của con hiểu hết mà. Sở trưởng,
Không phải trước đây chú đã từng hỏi làm cảnh sát có ý nghĩa gì sao? Con đã nghĩ ra rồi. Một cảnh sát tốt trong lòng đều hiểu rõ, mỗi một sinh mệnh đều cần phải được trân trọng. Mỗi một người chính là một cuộc đời. Nếu cuộc đời của người kia lầm đường lạc lối là vì người cảnh sát này mà quay về với chính đạo, bước tới hạnh phúc, thì đó chính xác là chức trách cao nhất của một cảnh sát. Khá lắm, vậy mới giống học trò của tôi. Đi đi. Con đi đây. Giấy nợ. Sao giấy nợ gửi Lâu Cát lại ở chỗ của cô vậy? Hoàng tử Lập à, anh khá thật đó. Anh bị Lão Cát lừa rồi cũng không biết hả? Anh còn dám viết giấy nợ gì đó? 100.000 tệ đó, anh lấy tiền đâu mà trả? Thì trả dần dần thôi. Sao cô biết được những chuyện này của tôi vậy? Là Lộ Lộ, cô ấy đến tìm tôi, cung cấp cho tôi rất nhiều bằng chứng phạm tội của Lão Cát, cộng thêm thông tin chúng tôi điều tra được, các bộ phận liên quan ngay lập tức làm rõ chứng cứ, xác định Lão Cát và Tiểu Hồ phạm tội. Quá ra là Lộ Lộ. Giờ cô đang ở đâu? Cô ấy rất hối hận vì đã rời xa Tự Cường, bây giờ bọn họ trở về bên nhau rồi. Ý, Tự Cường chưa kể tôi nghe nữa. Vẫn chưa nói sao? Phải gọi hỏi nó coi sao. Ba tôi. Dạ nghe ba. Ờ, Tự Lập à, hai hôm nay con có bận lắm không? Dạ bình thường à, có chuyện gì sao? Không phải, ba nghe nói ông Chung đã xuất viện mấy ngày rồi sao? Ba đã bàn với mẹ con rồi, ba mẹ định ngày mai lên thăm ông ấy. Hả? Lên thăm ba vợ của con? Sao, con không cho hả? À, không phải, không phải. Con chỉ sợ con không chăm sóc ba mẹ được. Ba mẹ của con vẫn còn khỏe lắm, không cần phải lo. Phải rồi, lát nữa ba sẽ gửi mã số chuyến bay cho con. Con ra sân bay đón ba mẹ đó nha. À đúng rồi, à, nhớ dẫn người yêu của con theo đó. Dẫn cổ theo làm gì? Cô ấy là bạn gái của con, dẫn đến đón ba mẹ không được sao? Hả? Chuyện này trước kia con đã hứa với ba mẹ rồi mà. Không phải, ba. Chuyện này e là không có được đâu. Cô ấy là người bận rộn mà. Sao vậy? Cô ấy không có thời gian tới đâu. Không có thời gian hả? Vậy thì thôi. Dạ. À, đợi ba mẹ tới nơi, ba mẹ sẽ cùng đi đón cô ấy. Đón xong chúng ta sẽ cùng đi ăn. Nhưng ba, sao ba cứ nhất thiết phải gặp cô ấy vậy chứ? Còn phải hỏi. Cô ấy là người yêu của con, đương nhiên là ba mẹ muốn gặp cô ấy rồi. Chuyện gì vậy? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Quyết định vậy đi. Con làm việc đi nha. Bà cúp máy đây. Alo, alo. Sao vậy hả? Anh phải gặp ai sao? Ngày mai ba của tôi sẽ tới đây để thăm ông Chung đó. Ngày mai đến đây? Vậy anh rối cái gì là chuyện tốt mà. Không phải trước đó đã nói sẽ đến mà chưa có dịp sao? Lần này cuối cùng cũng có thời gian rồi. Cô ngồi ngay ngắn tôi trình bày cái. Nói đi. Cô giúp tôi đóng giả Lưu Mạn Ngọc lần nữa được không vậy? Không được đâu, tôi không giúp anh nữa. Lần cuối thôi, thiệt mà, lần cuối. Một cũng lần cũng không được, lần cuối cái gì chứ? Dù lần trước anh kêu tôi giúp anh, tới giờ tôi vẫn thấy bức bối trong người. Cô Lập ơn, giúp tôi qua mặt họ một chút thôi, không sao đâu. Tôi nên vạch trần anh mới phải. Giúp tôi thêm lần đi mà.
Hoàng Tư Lập, để cậu chịu thiệt thòi rồi. Tôi thay mặt công ty nói lời xin lỗi sâu sắc và lời hỏi thăm chân thành nhất. Trước đó vị trưởng phòng đường chưa điều tra rõ chuyện của cậu, xử lý sơ sài, giờ đã bị công ty cho thôi việc rồi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi anh, đều là lỗi của tôi, là tôi làm hại anh. Mong anh hãy tha thứ cho tôi. 50.000 tệ này là viện phí mà anh đã ứng cho tôi lúc đó để tôi phẫu thuật. Bây giờ tôi trả lại cho anh nè. Mong anh hãy nhận lấy. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Người tốt cả đời bình an. Chúng tôi đã dành cho cậu chức vụ quản lý trạm vận chuyển. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh và tự hào vì có một nhân viên như cậu. 30.000 tệ tiền mặt này là phần thưởng công ty dành cho cậu. Tôi xin lỗi. Hoan nghênh cậu trở về bất cứ lúc nào. Cảm ơn Dương Tổng. Cảm ơn cô Phùng. À phải rồi, bệnh của cô vẫn phải đi tái khám nữa. Nếu không sẽ có khả năng tái phát. Con lại gọi là cô Phương sao? Đã dặn con gọi là cô Lưu rồi mà. Nhớ phải gọi là cô Lưu đó. Một mục. Hoàng Tự Lập à, tôi cũng quen biết anh lâu như vậy rồi, chưa từng thấy anh sợ một ai. Trên đời này anh chỉ sợ ba anh thôi sao? Cảnh sát Phương à, cô đừng nói những chuyện không nên nói có được không vậy? Đã nói phải giúp tôi vụ này rồi hả? Một mục, con nhớ gọi cô Lưu nha. Dạ cô Lưu. Em à, nè, em đẩy xe đi, đẩy đi. Con trai, ba. Con trai. Để con, để con, để con đẩy cho. Con trai khỏe không? Ồ, ở đây anh. Chào anh. Anh thông gia. Chào anh. Chào anh. Chào bác. Bác gái. Chào bác Hoàng. Con thấy bác trong đoạn ghi hình rồi. Phải. Con nhìn thấy bác tới chơi. Ba mẹ ơi, cô ấy chính là bạn gái của con. Tiểu Phương à, cuối cùng hôm nay cũng được gặp con rồi. Phải. Không phải đâu. Con không phải họ Phương. Bác ơi, con họ Lưu. Hơi trời ơi, con à, con đừng có tự làm khó bản thân nữa. Chuyện của hai con, ông Trung đã nói với hai bác hết rồi. Đó là Mục Mục đó. Chào ông bà nội đi con. Con chào ông bà nội. Chào con. Đây chính là bé trai Lai Tây đó hả? Chúng ta đừng đứng ở đây nói nữa. Chúng ta về nhà thôi. Phải. Chúng ta về thôi. Đi. Cảm ơn đẩy anh cho. Dạ đi. Để con đi cùng bác nha. Từ từ thôi. Khỏe. Từ từ thôi nha. Đi cho con đi. Tôi vẫn muốn uống thêm một ly. Bác uống ít thôi. Bà uống ít lại chút đi. Dạ con cảm ơn bác. Ly rượu này bác phải cảm ơn Tiểu Phương. Nếu không nhờ cháu giúp đỡ cho Tự Lập nhà bác thì chắc là nó không thể nào có thời gian chăm sóc cho ông Chung và bé Mục Mục tốt như vậy. Bác Hoàng à, bác quá lời rồi. Thật ra con cũng không giúp được gì nhiều đâu. Công lao của con là quá lớn. Ly rượu này bác uống cạn, con cứ tự nhiên. Đừng bà, đừng bà, uống. Bà uống từ từ thôi, chậm. Uống gì dữ vậy? Dạ con cảm ơn bác. Tiểu Phương nè. Dạ. Gia đình của con gồm có những ai? Nhà con hả? Có ba con và mẹ con. Vậy chuyện của hai đứa ba mẹ con biết chưa? Chúng con có chuyện gì sao? Thì chuyện con và Tự Lập đính hôn á. Mẹ, con nói đính hôn hồi nào vậy? Ủa? Sao vậy? Dạ phải, chắc là hai bác đã hiểu lầm rồi đó. Chúng con chưa có đính hôn. Vậy là... Ừ.
chưa đính hôn à, thì bây giờ làm vẫn được mà. À, tranh thủ ba mẹ con đang ở đây, chúng ta ấn định ngày tổ chức đám cưới luôn đi có được không? À đúng. Được đúng. Đó. À đúng à, rồi. Năm nay ba tròn 60 tuổi, lại gặp đúng dịp vui của hai đứa, đó gọi là song hỷ lâm môn. Đúng vậy, song hỷ lâm môn. Hay, hay, hay. À, không phải, không phải, không phải. Ba, ba, nè, sao ba vậy? Đừng có vội nói chuyện này. Chuyện này đâu có gấp được. À, sao không gấp được chứ? À, hai đứa tụi con cũng hẹn hò với nhau một thời gian rồi đúng không? Ờ, ba, con với Phương Ngôn đúng là rất thân ha. Nhưng mà chưa tới bước bàn tới chuyện hôn nhân đâu. Chuyện này tụi con chưa có quyết định. Phải chờ cô ấy bàn với ba mẹ của cổ trước, bàn bạc xong thì mới quyết định chuyện đám cưới được chứ. Ngày hôm nay chúng ta tổ chức bữa tiệc này chủ yếu để hoan nghênh ba mẹ tới, đón tiếp ba mẹ thôi. Về chuyện này thì chuyện này vẫn phải nghe ý kiến của ba vợ con mới được. Ý của ba làm sao ba? Tư Lập, ba biết rõ, 5 năm trước con và Chung Thanh đã sống riêng. Sau khi Chung Thanh ra nước ngoài, căn nhà chỉ còn lại hai ông cháu thôi. Phải. Là Tư Lập chịu bao nhiêu khổ cực và ấm ức, giúp chúng tôi che mưa chắn gió. Bà nói mấy chuyện này làm gì? Thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi. Đúng vậy. Tư Lập à, ba làm liên lụy con rồi. Tôi vẫn luôn suy nghĩ, hy vọng Tư Lập sẽ gặp được một cô gái tốt ở bên cạnh nó cả đời. Phương Ngôn là một cô gái tốt. Dạ. Chính trực, nhiệt tình, giàu tình thương. À, đúng, đúng, đúng. Sau khi Chung Thanh mất, căn nhà này chỉ còn có 3 người đàn ông. Cũng may từ khi Phương Ngôn tới, gia đình chúng tôi mới không tan rã. Cái nhà này mới còn gọi là gia đình. À, đúng vậy. Phương Ngôn, ba cảm ơn con. Bác Chung à, con thật sự không tốt như bác nói đâu. Bác đừng như vậy hả? Thú thật là lúc đầu con giúp mọi người cũng chỉ là vì công việc thôi. Vậy sau lâu dần thời gian tiếp xúc cũng nhiều hơn, con cảm thấy cả nhà của bác thật sự rất tốt nên muốn giúp đỡ mọi người. Và còn hai bác nữa, hôm nay con muốn gửi lời xin lỗi đến hai bác. Con đã nói dối hai bác, con không phải bạn gái của Hoàng Tự Lập. Hả? Chuyện này là sao? Tiểu Phương à, có phải là con xem thường Tự Lập nhà bác rồi hay không? Dạ không, dạ không, dạ không, không phải đâu. Tụi con chưa bao giờ bước qua ranh giới bạn bè. Lần trước gọi cho bác, con nói dối con là Lưu Mạn Ngọc, cũng chỉ vì muốn giúp đỡ anh ấy. Cho nên con xin lỗi đã để hai bác hiểu lầm. Tiểu Phương à, con giúp Tự Lập nhà bác như thế nào, con lo lắng cho nó ra sao, ông Chung nói cho hai bác biết hết rồi. Hai bác không trách con, mà ngược lại hai bác còn cảm thấy con là một cô gái cực kỳ tốt, thật sự hiếm có trên đời này. Nếu hai bác nghĩ như vậy thật sự con vui lắm. Bác ơi đừng uống nữa mà, con uống là được rồi. Con nghe bác nói xong đã. Chuyện giữa con và Tự Lập nhà bác, ông Chung đã nói với hai bác rõ ràng hết rồi. Sao hả? Không phải hai đứa đang hẹn hò sao? Con... Ba, tụi con, quan hệ giữa con với Phương Ngôn á, thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi. À, là bạn tốt, bạn thân á. Được rồi Tư Lập, trong lòng con có Phương Ngôn, trong lòng Phương Ngôn cũng có con. Chuyện này ba hiểu rất rõ. Nhưng mà do Tự Lập suy nghĩ quá nhiều. Đúng. Cho nên tôi mới giấu Tự Lập.
mời anh chị tới đây quyết định thay cho Tự Lập, hay là hôm nay chúng ta làm rõ chuyện này luôn đi. Anh thông gia, vẫn là anh hiểu Tự Lập nhất đó. Con ba Tự Lập, Phương Ngôn, nếu chuyện này ba làm chưa chu đáo, để cho hai đứa khó xử, vậy ba xin lỗi hai đứa. Ba, ba ngồi xuống, xuống đi. Xuống, ngồi xuống. Ông thông gia, ngồi xuống rồi nói. Ngồi xuống, ngồi xuống. Bác Chung à, bác ngồi xuống trước đi. Tự Lập, Phương Ngôn, ba thật lòng hy vọng hai đứa có thể sống hạnh phúc bên nhau. Được vậy thì ngày nào đó nếu tôi ra đi đột ngột, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Anh đừng nói vậy mà. Anh thông gia, sức khỏe anh đang tốt, tuyệt đối đừng có nói mấy lời bậy bạ như vậy. Đúng rồi, được. Phải đó. Được. Chúc hai con hạnh phúc. Tự Lập à, những lời ba vợ con nói làm cho ba mẹ ruột của con thực sự quá cảm động. Nè, uống đi anh thông gia. Mời. Mời. Mình cũng uống một ly đi. Được. Nè, được. Một ăn đi được, con. Được. Nè nè. Chúc hai bác sức khỏe dồi dào. Chúc bác Chung thọ lâu trăm tuổi. Còn một lần nữa được. Phải học thật giỏi. Được rồi, những lời cần nói tôi đã nói hết rồi. Tôi cũng hơi mệt rồi. Mọi người cứ ngồi nói chuyện thêm một lát, tôi vào nghỉ ngơi. Con giúp ba được rồi, không cần, không cần. Mục theo ông. Con dì ông vào nghỉ đi. Được rồi, mọi người nói chuyện từ từ. Cẩn thận đó. Bà nhớ uống thuốc nha. Được rồi. Hai bác ơi, cũng trễ lắm rồi, con cũng phải về đây. Ba mẹ của con đang chờ con về. Hai bác cứ ngồi ăn uống thêm đi, tôi về trước nha. Được. Tự Lập, con tiễn con bé đi, mau lên. Dạ. Ra tiễn đi, con ngồi. Tiểu Phương à, rảnh thì ghé qua chơi nha. Khi nào rảnh con sẽ ghé qua thăm hai bác. Tôi tiễn cô. Không cần đâu, anh vô trong đi, tôi tự về là được mà. Vừa rồi xin lỗi nha, những lời ba tôi nói đều khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi luôn cảm thấy bác Chung là một người rất sáng suốt, không hiểu sao sau khi tỉnh lại trở nên thẳng thắn tới như vậy. Tôi lại thấy ông ấy trở nên sáng suốt hơn, không lòng vòng, nói chuyện cũng thẳng thắn. Còn anh, có vòng vo nữa không? Tôi không né tránh nữa, tôi sẽ làm như ông ấy nói. Định làm sao? Tán tỉnh cô, biến cô thành bạn gái của tôi trước. Tôi nói anh nghe, chuyện này không dễ đâu. Tính tôi khó tán tỉnh lắm. Vậy hả? Tôi có cách riêng đó nghe. Anh có cách gì chứ? Nè, anh đừng có làm bừa nha. Tôi đi tìm sở trưởng của cô, nói là yêu cầu được cô giúp đỡ. Tôi biết ngay anh chỉ có trò này thôi, vô ích thôi, tôi làm cảnh sát hình sự rồi. Vậy còn dễ nữa, tôi sẽ đi theo cô mỗi ngày gây rắc rối cho cô. Được rồi, đừng dẻo miệng nữa. Mau về nhà với họ đi, đừng để họ vừa đến đã phải ngồi đợi con trai. Cô cảm thấy tôi ra sao? Nói đi. Không có gì hết. Thôi không nói nữa, tôi về đây. Vậy tới nhà nhớ nhắn tin đó nha. Coi chừng xe kìa. Thật ra mỗi lần chia tay cô, tôi đều thấy cô hơi luyến tiếc. Không nhớ nữa, bất chợt nhận ra thôi. Tôi cũng vậy.
Ê, Mục Mục, sao con chưa ngủ nữa, sao lại ngồi đây? Hôm nay con muốn ngủ trên ghế sofa với ba. Được, vậy ba ngủ ở ghế bên kia, con ngủ ghế bên này. Chơi không? Đi, lấy mền đi. Nhanh, 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 lấy mền. Chưa đinh hôn thì bây giờ làm vẫn được mà. Hả? Tranh thủ ba mẹ con đang ở đây, chúng ta ân định ngày tổ chức đám cưới luôn đi, có được không? Được đó. Ba năm nay đã tròn 60 tuổi, lại gặp đúng dịp vui của hai đứa, đó gọi là song hỷ lâm môn. Đúng vậy, song hỷ lâm môn. Ê, không phải, không phải. Anh à. Ừ. Anh nói xem, trong lòng anh Thông Gia nghĩ sao vậy chứ? Quan hệ giữa hai đứa nó còn chưa xác định mà đã gọi chúng ta đến giúp Tử Lập đính hôn. Chắc chắn trong lòng anh Thông Gia đã tính hết rồi. Nhưng mà còn Tử Lập, trọng tình cảm, ưa thể diện, bây giờ còn kéo theo một già một trẻ, bản thân lại không có công việc ổn định. Quan hệ với Tiểu Phương tiếp tục phát triển cũng sẽ khó khăn. Cho nên anh Thông Gia mới gọi chúng ta đến ra mặt. Anh ấy biết Tự Lập nghe lời anh, gọi anh đến dọa nó một chút đó mà. Tại anh đánh nó từ nhỏ đến lớn, nói cái gì mà đòn roi mới dạy nên con người. Làm cho nó mỗi lần gặp anh hả, làm như chuột gặp phải mèo. Cũng không sợ người khác cười chê. Anh biết rồi, biết rồi. Anh cũng đã không đánh nó nữa rồi. Bây giờ nó nghe lời lắm, không cần anh động tay, chút quy của anh cũng đã đủ rồi. Anh nghĩ hai đứa nó liệu có thành đôi được hay không? Tiểu Phương là một cô bé chân thành và tốt bụng, em thích nó lắm á. Em thích sao? À, Tiểu Phương nói rồi, nó giúp Tự Lập đều là do công việc. Kể cả trong lòng con bé có Tự Lập hay không, người nhà nó có đồng ý hay không cũng còn chưa biết mà. Em cảm thấy trong lòng Tiểu Phương hình như cũng có Tự Lập đó. Nếu không thì tại sao nó lại đồng ý đóng giả bạn gái của Tự Lập? Được rồi, ngày mai không phải Tự Cường sẽ đưa chúng ta đi vòng quanh thành phố sao? Chúng ta sẽ hỏi Tự Cường thật kỹ. Hả? Cũng được. Đi ngủ đi. Ba đừng quên uống thuốc đúng giờ nha ba. Thứ hai, từ 6 đến trung tâm phục hồi. Đừng có suốt ngày giấu con ăn thịt mỡ, dầu mỡ nhiều lắm. Ba ơi, con đi nha. Khi về con sẽ mang quà cho ba.
Bác à. Hả? Đến đây. Ôi trời ơi, chỗ này đúng là tốt thật đó. Dạ đây, con mời bác một ly. Được. Xin mời. Ngày hôm qua quán của con thực sự quá bận rộn nên chưa kịp mở tiệc đón tiếp hai bác, nên bữa ăn hôm nay coi như là con và Lộ Lộ tiếp đãi hai bác vậy. Xin tạ lỗi với hai bác. Dạ, con cũng đã nói là hai đứa quá bận mà, vậy thì không cần phải cất công đến đây. Hai đứa khách sáo quá. Từ cơn vì phải đưa hai ông bà già này đi du ngoạn sơn thủy mà hai đứa phải đi từ tận vô tích tới đây, hai đứa vất vả rồi. Bác à, bác nói vậy thì nghe xa cách quá rồi. Hai bác tới đây con nhất định phải đón tiếp chứ. Anh con bận việc như vậy, con không đến chơi với hai bác thì còn ai nữa. Những năm qua đều nhờ có hai đứa luôn bên cạnh và giúp đỡ cho Tự Lập. Nhân dịp này bác xin thay mặt cho Tự Lập cảm ơn hai đứa con. Ê, bác đừng như vậy mà. Cảm ơn bác ạ. Phải như vậy chứ. Bác khách sáo quá rồi. Chúng ta là người một nhà mà bác. Hơn nửa mấy năm qua con với anh Tự Lập, hai anh em chúng con đều hết lòng giúp đỡ lẫn nhau. Anh ấy cũng giúp con rất nhiều trong cuộc sống mà bác. Dạ đúng vậy, anh cũng giống như chúng con, anh cực kỳ tốt với chúng con đó. Tự Lập mấy năm qua không hiểu nó sống cái kiểu gì nữa. Hai bác không biết, nó cũng không chịu nói. Thiệt. Phải đó Tự Cường à. Hai đứa luôn ở cùng nhau, chuyện của nó chắc hai đứa cũng biết mà đúng không? Bác trai bác gái à, tình hình của anh Tự Lập hai đứa con là người hiểu rõ nhất, cho nên có chuyện gì thì hai bác cứ việc hỏi con. Nghe. Hai đứa nói xem, bạn gái của Tự Lập rốt cuộc là người như thế nào vậy hả? Không phải nói bạn gái nó tên là Lưu Mạn Ngọc sao hả? Hai đứa còn từng đi gặp mẹ của cô ấy nữa mà phải không? Nhưng sao ông Trung lại nói bạn gái của Tự Lập tên là Phương Ngôn, còn gọi cả hai bác tới tận đây để giúp hai đứa đó đính hôn? Chuyện này là sao vậy? Hả? Hai bác cùng tới đây là do ông Trung gọi tới sao? Nói vậy cô Phương và anh Tự Lập đính hôn sao? Con xem, hôm qua Phương Ngôn không thừa nhận con bé là bạn gái của Tự Lập, còn nói hai đứa nó vốn dĩ chưa từng yêu nhau. Làm cho hai ông bà già này không biết phải để mặt mũi ở đâu luôn. Còn làm cho Phương Ngôn cảm thấy khó xử nữa. Chưa ăn xong đã vội vàng đi về rồi. Trời ơi, phải đó. Tự Cường à, con nói xem rốt cuộc chúng có quan hệ ra sao vậy? Bữa tiệc tiếp đón hai bác ngày hôm qua đặc sắc tới như vậy sao? Cái anh này thiệt tình à. Tụi con đã bỏ lỡ rồi. Bác trai bác gái, tình hình của anh ấy con là người hiểu rõ nhất. Nếu hai bác muốn biết gì cứ việc hỏi con thôi. Em biết cái gì chứ? Hai người họ đến với nhau ra sao em có biết không hả? Em không biết. Anh biết hả? Không phải anh cũng đi vô tích rồi sao? Anh đi vô tích thì anh ấy không thể gọi điện cho anh hay sao hả? Bên này có bất kỳ động thái nhỏ nào anh ấy đều phải báo cáo với anh ngay lập tức đó. Báo cáo với anh ngay lập tức? Anh đúng là đồ nói khoác. Anh nói khoác cái gì chứ? Tự Cường, hai đứa đừng có tranh cãi nữa. Nếu hai đứa biết gì thì nói cho hai bác biết đi. Nè, bác trai à, uống cạn ly này đi. Sau này con sẽ kể cho hai bác câu chuyện tình yêu giữa Hoàng Tự Lập và nữ cảnh sát tên là Phương Ngôn.